Chào các bạn, hôm nay mỹ phẩm Nga Fairfood xin giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm cao cấp nhất của dược mỹ phẩm hữu cơ Tiana. Trước tiên thì mình xin giới thiệu sơ qua về cái dòng dược mỹ phẩm Tiana. Đây là cái dòng mỹ phẩm mà đạt được rất là nhiều thành công, không chỉ ở Nga mà nhiều nước trên thế giới. Trong đó tại Việt Nam thì nó đang thuộc phân khúc dòng mỹ phẩm hot nhất. Như các bạn đã biết thì trong cái thời gian vừa qua, cái dòng serum collagen tươi Tiana C1 dưỡng trắng da, trị nám và tàn nhang thì đã làm điên đảo cái thị trường Việt. Hiệu quả của nó thì mình không phải chứng minh nữa, bởi từ khi nó xuất hiện thì tất cả các sàn giao dịch lớn về mỹ phẩm đều quảng cáo về bán về cái sản phẩm này. Đặc biệt là mọi khách hàng từ cao cấp nhất như dân nghệ sĩ trong cái giới showbiz này cũng thường xuyên sử dụng nó, và không những thế còn quảng cáo và bán về nó nữa. Như vậy là bạn cũng có thể thấy được cái độ hot và cái hiệu quả của dòng sản phẩm này như thế nào. Những ai mà đã tìm hiểu cặn kẽ thông tin về cái dòng dược mỹ phẩm Tiana thì đều thấy là nó có cái tác dụng, nó có cái tính chất là điều trị và thẩm mỹ này, có tính chất điều trị và tính chất thẩm mỹ. Nó chia theo các vấn đề da khác nhau và ưu điểm của nó là tác dụng nhanh này, hiệu quả cho từng vấn đề của da này, an toàn và không có tác dụng phụ này. Thành phần của nó thì khỏi phải chê, với rất là nhiều chiết xuất thực vật cao cấp và quý hiếm, không chứa paraben, SLS và thuốc nhuộm hóa học. Tuy nhiên dù có những cái ưu điểm vượt trội, nhưng mà nếu bạn quá lạm dụng nó và không tuân theo những chỉ dẫn tư vấn của các chuyên gia về mỹ phẩm Tiana thì nó có thể mang đến những cái hệ lụy không mong muốn. Điều này xuất phát từ việc là bạn chưa hiểu rõ cách sử dụng cũng như các biện pháp kết hợp giữa các dòng Tiana với nhau sao cho mà đạt được cái hiệu quả tối ưu nhất. Thực tế thì mỗi cái dòng sản phẩm có quy định riêng trong từng trường hợp sử dụng cụ thể này. Ví dụ như là cái serum trắng da Tiana C1 thần thánh mà các nhà mạng đang quảng cáo này, thành phần chính của nó là vitamin C được chiết xuất từ chanh và cam thảo, nó giúp trắng da, và ngoài ra nữa là nó bổ sung thêm cái thành phần acid hyaluronic có tác dụng dưỡng ẩm cho da và làm da mịn mực đấy. Tuy nhiên cái vitamin C kể cả khi được chiết xuất hoàn toàn tự nhiên nhất thì cũng không phải là phù hợp với tất cả mọi loại da, đặc biệt trong cái trường hợp này ấy. Vitamin C được chiết xuất từ chanh thì nó không phù hợp cho những cái loại da quá khô này, da nhạy cảm, có mụn và vết thương hở. Trong cái trường hợp da như thế thì nên sử dụng những cái dòng khác. Ví dụ như là cái dòng da mà quá nhạy cảm thì bạn nên sử dụng cái dòng Tiana A1 hoặc là A3. Đấy, còn cái dòng mà da quá khô ấy thì nên sử dụng cái dòng Tiana A6 này hoặc là A2. Còn nếu mà da bạn nhiều dầu ấy thì bạn có thể sử dụng cái dòng B2, nó vừa có tác dụng kiềm dầu và trị mụn. Còn cái dòng hoặc là dòng B3 hoặc là B4 để cho nó đối với những cái mụn li ti, mụn ẩn và mụn bọc. Đấy, tùy từng dòng khác nhau mà nó quy định cái cách sử dụng khác nhau. Còn cái dòng Tiana C1 ấy thì là do là nếu mà bạn sử dụng thì cho những cái trường hợp đó thì da bạn sẽ khô hơn này, nhạy cảm hơn này và dễ bị bắt nắng hơn này. Và ngoài ra một cái nhược điểm nữa là mình cũng luôn nói đó là dù là da bạn bình thường hay là hỗn hợp thì sau một cái thời gian sử dụng liên tục và không tuân thủ cái lộ trình được khuyến cáo của Tiana thì Tiana C1 này cũng có thể làm cho bạn là da mỏng đi này và nhạy cảm hơn. Mà cụ thể cái lộ trình mà được khuyến cáo của Tiana đó là nó sẽ phải được dùng 2 tháng liên tục, sau đó là cần dừng lại và dùng một cái dòng serum khác để khôi phục lại cái hàng rào bảo vệ của da và cấu trúc da này. Nếu mà không làm như vậy thì da bạn cũng sẽ là trở nên nhạy cảm hơn và xuất hiện những cái vấn đề như là nám và tàn nhang đó. Chính vì thế mà để giải quyết được những cái vấn đề mà khách hàng đã gặp phải sau khi sử dụng Tiana C1 ấy, thì bạn có thể sử dụng mỹ phẩm Tiana họ đã nghiên cứu và cho ra đời cái dòng huyết thanh 5 phút cao cấp hơn, vượt trội hơn hẳn Tiana C1, đó là cái dòng N mà trong cái video này thì mình xin giới thiệu về cái dòng huyết thanh N2, Tiana N2. Cái dòng này thì đặc tính của nó là vượt trội hơn hẳn Tiana C1 và nó có thể kết hợp với cái dòng Tiana C1 để đem đến cái hiệu quả về trắng da hoàn hảo nhất và an toàn nhất này.
Xin giới thiệu sơ qua với dòng tiên N2, nó có cái đặc tính đó là làm trắng da nhẹ nhàng này, phục hồi thành mặt tự nhiên cho da và săn chắc khỏe mạnh hơn này, nhờ các cái axit amin và cái ceramide này. Như các bạn đã biết thì các khối axit amin này đóng vai trò trong việc xây dựng protein bao gồm cả collagen tự nhiên cho da. Vì thế mà cái axit amin này nó rất cần thiết trong cái quá trình tổng hợp collagen, tăng độ dẻo da và đàn hồi cho da. Chính các axit amin thì nó đem đến cái tác dụng mà tích lũy lâu dài, giúp cho cái serum của dòng N nó không chỉ phát huy cái hiệu quả nhanh mà nó còn có cái tác dụng bền vững nhất, khác với những cái dòng huyết thanh thông thường như là tiên AC1. Ngoài ra cái thành phần ceramide thì nó là các cái phân tử lipid được tìm thấy ở nồng độ cao trong màng tế bào, trong lớp trên cùng của da. Ceramide liên kết các tế bào da với nhau tạo thành một lớp bảo vệ và giữ ẩm. Bạn cũng có thể tưởng tượng là nếu mà các tế bào da là những viên gạch ấy, thì ceramide là như những lớp vữa bọc lấy những cái viên gạch. Trong sản phẩm chăm sóc da hiện đại thì ceramide được sử dụng để bổ sung các chất béo tự nhiên mà bị mất khi bạn tiếp xúc với các yếu tố môi trường khắc nghiệt, sử dụng các sản phẩm hóa học và là quá trình lão hóa tự nhiên của da ấy. Ceramide thì nó phục hồi cái độ ẩm và cũng như là củng cố cái hàng rào tự nhiên của da và giúp bảo vệ chống lại các tác hại từ yếu tố bên ngoài. Hiện nay thì ceramide nó được biết đến là thành phần cao cấp nhất, đặc biệt là hiệu quả trong vấn đề điều trị các bệnh chàm, nám, tàn nhang, đốm nâu đen trên mặt đấy. Ceramide thì nó cũng được coi là một cái thần dược mà chống lão hóa mà tốt nhất, kéo dài sự tươi trẻ, tăng độ đàn hồi và giúp làm phẳng mịn nếp nhăn này, xe khít lỗ chân lông này và trẻ hóa làn da nhanh nhất. Ngoài ra thì với cái hai cái thành phần thực sự là rất là có hiệu quả như thế thì cái serum N2 này nó có tác dụng đó là giải quyết tất cả các vấn đề của da nhạy cảm này, da bị dị ứng này, mẩn đỏ này, hoặc là da bị mỏng này, có thành mạch yếu. Nếu bạn là người hiểu về cấu trúc da thì bạn sẽ thấy là những cái da nám và tàn nhang ấy là những loại da mà đa phần là nhạy cảm, hầu như đã bị mất đi cái lớp bảo vệ, cho nên là nếu khi lựa chọn các phương pháp điều trị nám và tàn nhang ấy, thì người ta khuyến cáo là không nên sử dụng ngay các phương pháp điều trị mạnh gây hại cho da, và đặc biệt là càng sử dụng các biện pháp mạnh như can thiệp chiếu tia laser ngay này, hoặc sử dụng các dòng kem đặc trị nám mà có chứa hydroquinone này, hay là nguy hại hơn là cái thành phần monobenzin ether đấy. Thành phần này là thường có trong các sản phẩm trắng da trị nám của châu Á, đặc biệt là mỹ phẩm Hàn. Hai cái thành phần này đã cấm sử dụng tại châu Âu, nhưng mà ở châu Á thì là vẫn cấp phép. Thì nó càng làm cho da nhạy cảm hơn và mất đi cái hàng rào bảo vệ tự nhiên, dẫn đến là cái việc mà khả năng tái phát nám và tàn nhang càng cao này. Do đó bạn có thể thấy là cái dòng tiên N2 này nó là một cái giải pháp hữu hiệu cho nhiều mục tiêu: trắng da này, phục hồi da này, điều trị các vấn đề về da nhạy cảm này, dị ứng, da mỏng, chống lão hóa. Nó phù hợp với sự lựa chọn của tất cả mọi người này. Để hiểu thêm về cái dòng sản phẩm này thì bạn cũng có thể tham khảo các cái review về cái dòng TNA N2 này trên website Mỹ Phẩm Nga bên mình. Trong đó thì mình có ghi cụ thể về cái khả năng đặc biệt được khách hàng đánh giá là nó có khả năng là đánh thức lại cái sức sống của làn da. Hiệu quả của huyết thanh này thì được nhìn thấy một vài ngày sau khi sử dụng, da trở lên đàn hồi hơn này, nếp nhăn mịn này, và cuối ngày thì da bạn vẫn còn rạng rỡ và nghỉ ngơi. Đặc biệt là cái dòng huyết thanh serum Tiana N này thì nó được sản xuất theo lô nhỏ. Chính vì vậy mà nó có thể giúp được là tích lũy được những cái dưỡng chất là tốt nhất cho da ấy. Và mỗi ống thì nó sẽ giúp cho bạn được là cái giữ được cái vẻ tươi mới và mịn mượt trong suốt một thời gian dài này. Và bây giờ thì với cái dòng huyết thanh Tiana N2 này ấy, thì bạn có thể thoải mái dưỡng trắng da này, trị đám tàn nhang này, hay là dưỡng da mịn mượt này, hay là phục hồi da này, hoặc là chống lão hóa, giảm nếp nhăn đều được. Trong một cái video này thì mình không thể nói hết được cách sử dụng trong từng trường hợp cụ thể, nhưng mà các bạn cũng có thể là nếu mà muốn tư vấn thì có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại Facebook Mỹ Phẩm Nga Facebook bên mình, hoặc là gọi điện trực tiếp cho số hotline trên website là mỹphẩmnga.vn để tư vấn cụ thể nhất. Mình cũng xin nói thêm là tất cả các kiến thức mình chia sẻ trong video này đều dựa trên những tài liệu được đào tạo chính hãng từ nhà sản xuất Tiên Nam mà bên mình đã được trực tiếp tham gia trong cái khóa đào tạo tại Moscow ấy, vào năm 2012. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Mình sẽ tư vấn thêm về cái dòng N3 mà nó có tác dụng là giảm béo và định hình lại khuôn mặt. Xin chào.